Ngày 28 tháng 7, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Đức Tuấn Việt, 20 tuổi, trú tại xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, để điều tra về hành vi cướp giật tại một tiệm vàng. Trước đó, Công an thị xã Duy Tiên nhận được tin báo của cửa hàng kinh doanh vàng bạc Hồng Ngát ở tổ dân phố số 4, phường Hòa Mạc, về việc một đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát lừa mua hai chiếc nhẫn vàng với số lượng chính chỉ, loại vàng 4 số 9, rồi cướp giật tẩu thoát sau đó đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên làm rõ và bắt được đối tượng gây án là đào đức tống việt khi đang lẫn trốn cùng tan vật tại phường yên nam thị xã duy tiên tại cơ quan công an việt khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật